生了许多，更感苍天欠公正，以不甘在岸于天，偏偏感到孤清，原来已早算，是那热爱，是片片真情，一生里怎知方式会必定，这一生那一天安定，深宵一个孤影，人面冷冰冰，已消失了当天本性，笑吧，一生孤苦要必胜，痛哭输走了温馨，笑吧，浪漫地转身尽情，痛哭，空虚中驱不散孤清，剩了多少次，要多少次，还有几多番比拼。Cái gì? Vừa rồi vì hệ thống máy lạnh bị hư, chúng ta đã coi lại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tu sửa nổi. Nhắn bài này phải tiếp tục. Sao? Được. Mời cô. Sao mà? Chỉ có một dáng thôi, không có kỹ thuật được. Hay là chỉ hết 5 lá bài nhỉ? Được mà. Thiệt là không thể nghĩ danh đổ thần. Cho dù là ông đứng hay là ngồi, dáng của ông thì là đẹp mắt đó nha. Vậy bây giờ ông ngồi hay là không vậy? Dĩ nhiên là ngồi mà. Bây giờ sao rồi? Bây giờ một cặp ếch và một cặp già đó. Lợi hại vậy à? Ủa? Sao hai bộ bài lại giống nhau vậy? Là vậy à? Khoan đã. Để cho càng thêm gây cấn một chút, chiếc lá bài cuối cùng tôi muốn đậy lại. Bây giờ bài của đôi bên đều là thú vé và ếch, coi như là đánh quê. Nhưng mà nếu chơi thì chúng ta phải tính hết, nhất định phải có ăn thua, phải không anh Chánh, có đúng không? Chi tiếp đi. Thiệt không ngờ là con chó đã thua rồi. Thiệt là xin lỗi nghe chú Hưng. Xin lỗi nha. Ván bài đã chia ra một con, đôi bên đều 5 điểm đánh quê. Chà, chia ra một con đánh quê à? Hey, ra có thêm một lá hả? Không được, không được. Chia lại ngay. Điều lệ mình đã giao trước là một ván thôi. Nếu quê thì chú Hưng được thắng. Đúng vậy nè. Anh đã gật đầu mà, một ván thì là một ván. Có người chơi gian lận. Tại sao anh nói như vậy? Chia bài là người của ông, bộ bài cũng có người khám qua mà. Tôi mặc kệ các người, đã chia thêm bài thì không tính. Phải chơi lại. Hà Hùng làm dữ rồi đó. Nè nè, để tôi coi. Ông Hùng à, quy củ đôi bên đã định mà. Một ván phân hơn kém, dù có chia lộn bài cũng là ngoài ý muốn thôi. Bây giờ xé mặt bài ở trên mặt bàn, đôi bên đều là lá bích 5 điểm. Kết quả là được quê, chú Hưng thắng. Đừng mà. Thì ra các người có người ngoài đã trộn vào. Nó là không gian lận à? Cách xa như vậy làm sao mà gian lận? Cậu à, thả nó đi. Nè, anh lên đỡ làm gì? Thì sửa máy lạnh đó, ông không thấy nóng hay sao? Tôi đi nghe thấy có sòng bạc à, cho nên ngó thôi. Anh nổi láo hả? Nè, người lấy sửa mà, ông ăn mặc vậy muốn đánh tôi sao hả? Mất thần phận nữa nha. Mày, đừng có làm khó những người vô tội. Đi. Cảm ơn. Đường này theo quy lệ, dám chơi dám chịu. Hey, nói đúng lắm. Nè, dám chơi thì dám chịu. Nè,
mình lên phòng chủ tịch ngồi nha. Hả? Anh Quê, Quốc Cường. Anh Quê à, anh không sao chứ? Sao anh ngồi đây vậy? Chờ anh đó. Họ thả anh ra hả? Không có ai thả đâu, tự em chạy ra thôi. Nè, vừa rồi ở trong anh thấy sao hả? Thiệt lợi hại đó. Lợi hại? Bị té lên cái bàn à. Trời biết phải làm sao không? Sao? Tôi liền búng lên như con rít, xoay 2 vòng rưỡi trên cao rồi mới hạ xuống đất. Lợi hại vậy à? Rồi tôi mới liếc mắt nhìn Đỗ Thần. Khi tôi nhìn lại thì thấy Đỗ Thần đang liếc mắt nhìn tôi đó. Anh thấy có lợi hại hay không? Nè, rồi sao nữa? Lúc tôi định biểu diễn tiếp tục á, thì tên Hồng Hà nắm áo tôi. Anh biết tôi làm sao hay không? Không biết. Tôi thì sợ tôi luôn. Tôi định giam một chừng đá hắn chết đó. Hả? Nhờ cái Đỗ Thần đó, anh biết sao nữa không? Đúng là không thẹn danh Đỗ Thần. Ông lại gần tôi rồi nói tôi một câu. Suốt đời này tôi vẫn ghi nhớ mà. Nói gì? Ông nói là: nè, anh vẫn trẻ, anh còn nhiều tương lai lắm. Đi đi. Giỏi quá. Quả nhiên là anh Hùng biết thưởng thức anh Hùng. Chúng tôi thiệt phục anh đó. Chánh à, anh thì là tài đó. Nè, cho nên tôi thường nói anh làm việc á thì tôi rất yên lòng. Thật ra thì cái này do tôi và anh Sâm nghĩ ra đó. Nè, thật ra làm sao mà dở trò được gì? Đơn giản lắm thôi. Thật ra trong lúc làm bài thì chúng tôi đã làm một khe nứt ở con 2 bích và 3 bích. Khi gặp nóng thì 2 lá bài đó sẽ dính chung với nhau. Hèn chi cái máy lạnh bị hư. Cũng nhờ anh Sâm nghĩ ra cái vụ này thôi. Cái đó là chuyện nhỏ thôi. Nè, tôi nghĩ lúc xào bài á thì mới là quan trọng nhất đó. Cái đó mới là kỹ thuật mà. Không phải đâu, cái vụ này của anh Sâm quan trọng ghê lắm. Có Đỗ Thần ở đây đó hả? Phái đại thằng khờ nào ra cũng thắng mà. Nè, tôi không phải nói anh đâu, đừng có suy nghĩ dớ dẫn đó. Tôi biết mà. Nè, Chánh à, xuống sông bạc coi nha. Anh về bấy lâu chưa có hề đi coi đó. Nè, anh coi có gì không ổn cứ việc nói, tôi sẽ sửa đổi ngay. Sâm à, đi chung nha ha. Được. Hả? Anh Đào, lâu quá không gặp hả? Nghe nói vừa rồi anh Chánh đã thắng một cuộc hấp dẫn lắm hả? Chuyện nhỏ thôi. Nhớ năm xưa cái dáng mà Cào Chánh thắng vua Thiên Cậu ở bên Tân Gia Ba đó hả? Thì mới là hấp dẫn. Nè, tự nhiên nha. Được được, qua bên coi. Đặt đi. Chào chú Hưng. Nè, chú Hưng, anh Chánh. Cậu à, chào anh Sâm. Chào. Dán bài đó thì là gây cấn lắm đó, có biết không hả? Nè, sau hè làm gì có đánh quầy chứ. Ba cũng biết rồi đó mà. Ba ảo nó khiến nó đánh quầy. Cái cú giở trò thiệt là lợi hại lắm đó. Không ai nhìn ra đâu. Thiệt là không thẹn danh là Đỗ Thần. Có đáng gì đâu chứ. Như năm xưa ba có con hồi ở Quảng Châu đó, nhìn thấy một dán bài của Nam Bắc Đỗ Dương, lấy 10 ngón tay để trên bàn làm một vụ đánh cá ạ. Thua một dán thì cắt một ngón Đỗ tay. Đỗ Ba Dương rốt cuộc nó bị thua rồi. Đỗ Ba Dương cũng thua luôn ngón tay cuối cùng. Ba từ nhỏ tới lớn con đã nghe 100 mấy ngàn lần rồi, theo tình hình của con có thể hát ra bằng bài hát nữa đó nha ba. Thiệt đó. Bởi vậy hai con có biết không, phim hay thì nghe cả ngàn lần cũng đâu có chán. Nè, cho nên con nói cho ba nghe nha, ba đừng có trở lại thời đại năm xưa, đây là xã hội tiến bộ đó. Ba biết không, tất cả các sòng bạc à đều được biến tính quá rất là vĩ đại đó. Công với tờ không à. Bởi vậy mới nói. Nhưng biết của anh kìa. Cái gì cờ bạc thay đổi cách mấy cũng có cân mà. Cái gì mà tân tiến, cái gì mà computer. Hả? Nè, lấy cái tài của ba ra chơi với họ đi.
Ba không có hẹn ngán ai hết. Ba không ngán hả? Ừ, đương nhiên rồi. Được, mình chơi một ván nha. Lấy bài đi. Lấy đi. Ơi ba, đã nói ba không thể nhịn được mà. Nè, đổi thiên cẩu hả? Ăn cơm đi. Nhìn. Thiệt giống như là cái khuôn mà trong mày giống nhất không? Không thôi tôi làm đệ tử vậy còn nhận ai nữa chứ. Anh ơi! Hả? Đùa chúng ta sao? Bộ em muốn hù anh hay sao? Hay anh thiệt bị hết hồn như vậy đó hả? Giỡn chơi thôi, sao nhát gàn quá vậy? Không có tiếng động gì, tự nhiên là xuất hiện như vậy, hỏi ai không sợ chưa? Bộ chơi chút cũng không được sao? Ê, anh giỏi như vậy, ông không thâu anh còn thâu ai nữa chứ? Nè. Gì hả? Ông á là Đỗ Thần. Mai này anh sẽ là Đỗ Tôn. Anh hãy ngoan nha, hãy ráng mà tập đi. Tập cho giỏi, đừng có để cho người ta khi dễ. Có biết không hả bé cưng? Nhất định. Bé cưng hả? Ê, em có anh là anh hai hay là em út vậy? Bé cưng. Thiệt tình. Đỗ Tôn. Tên thiệt là hay. Ông Chánh. Cậu là gì? Lần trước tôi ở trên ống mới lạnh té xuống đó. Nhưng mà ông là người bận rộn chắc đã quên rồi. Tôi thiệt đã quên rồi. Ông Chánh à, tôi mong ông thâu tôi làm đệ tử đó. Ông Chánh à, tôi có tài đó, tôi có tài cho ông coi nha. 555 222. Một hồi làm ngay nha. Chết. Nếu như cậu cảm thấy rảnh rỗi làm ơn đóng cửa xe giùm đi. Dạ. Nhưng mà thâu mình làm đệ tử dễ dàng vậy thì đâu phải là Đỗ Thần nữa. Truy theo. Anh Chánh à, cái người đó rõ ràng là chơi gian lận mà. Bị tôi khám phá ra rồi, anh còn không nhận nữa. Ê, lấy luôn tiền của tôi bỏ đi vậy à. Anh Chánh à, lần này phải nhờ anh giúp đó. Chuyện này tôi nhất định điều tra rõ ràng. Nếu mà thiệt, tôi sẽ giải quyết cho anh. Cảm ơn anh Chánh, thiệt cảm ơn nhiều. Ông Chánh à, lại là tôi đó. Xin hỏi tôi có thể ngồi xuống không? Tôi không có rảnh. Cho tôi một phút thôi, tôi sẽ đấu tài cho ông coi mà. Bội à. Dạ thưa ông, giúp gì được cho ông? Tôi không quen biết người này. Xin lỗi, chỗ này không có cho ngồi kế đâu. Ông cho tôi cơ hội có được hay không? Có được hay không? Chúng ta đi. Ông làm gì đây? Nghe nói ông có đổ thằng Cao Chánh đó, tôi thiệt không tin chút nào cả. Một thằng con nít như tôi mà không dám chơi nữa, thiệt tình. Cao Chánh đổ thần gì mà kỳ vậy? Cậu thiệt là muốn chơi với tôi à? Nếu như cậu rút được một lá bài lớn hơn lá bài này của tôi, cậu có yêu cầu gì tôi cũng hứa với cậu. Dĩ nhiên thôi, tôi làm đệ tử rồi. Đừng có làm mất thời giờ nữa. Thôi được, ông có yêu cầu gì tôi cũng hứa với ông. Tôi là kẻ thua mà. Tôi không nghĩ qua cậu sẽ làm như vậy. Tôi nói dám chơi dám chịu, vì tôi là kẻ thua đâu mà. Ngày mai tới đế hoàng kiếm tôi. Tới đế hoàng hả? Chiếc xe đậu trước mặt của con, ông kêu tới đế hoàng đó. Vậy à, cái gì? Ông đòi nhận con làm đệ tử à? Wow, lợi hại. Cao Chánh thâu anh làm đệ tử hả? Phải mà, anh có nói mà, nhất định là ông thâu anh làm đệ tử thôi. Ê, em tưởng là anh nói chơi thôi, bộ nói thiệt đó hả? Sao vậy? Em hận à, anh hai của em là thứ nhân gì chứ, ông không thu anh còn thâu ai nữa. Không được. Bà cấm con đi theo ông. Ba, chuyện gì đây? Còn đây nha, đằng này thì biểu con cai cờ bạc, đằng kia thì con đi bái sư. Con luống chân vô hả? Luống chân vô rồi đó, kéo không có lại đâu. Rồi con sẽ cờ bạc suốt kiếp này đó quê à. Ba, con nhớ là con đã cờ bạc từ 5-7 tuổi mà. Con đang coi tivi giáo dục qua thì ba dạy con chơi đổ xi ngầu. 20 mấy năm nay con đã thích chơi trò này rồi. Bà biểu con làm sao cai được chứ? Sao lại không được?
Ba đây đó, đã cờ bạc ba mươi mấy năm rồi, thì bây giờ cai được đó, đã bỏ rồi. Ba, con biết ba cai cờ bạc cực khổ lắm, con hiểu mà. Vừa rồi con thấy ba đánh bại với quán Trà Phô. Chơi nhỏ thôi đâu có sao chứ, chơi nhỏ có thể giải trí kìa mà. Đây về quê à, nếu mà con chơi kiểu này đó thì mai mốt sẽ bỏ luôn cái mạng con đó. Ba, ba phải có lòng tin với con chứ. Ba chỉ là con có muốn con bị chết thôi. Ba, ba đừng có coi nặng quá có được hay không. Anh hai thích cờ bạc thôi, đâu phải ra cờ bạc đâu. Thôi kệ anh đi. Con hai còn hiểu con hơn là ba đó. Cờ bạc dĩ nhiên là chơi tiền rồi, nếu không cờ bạc làm gì. Thôi được, con thích làm sao thì cứ làm đi, coi như ba tự lãi nhã nha. Ê, ba không ăn cơm hả? Đó rồi. Đây nè ông chủ. Được. Anh Phát à, đừng có uống nữa. Nhiều lúc thiệt tình là tôi không hiểu anh nghĩ cái gì đây. Bây giờ thằng con nó giỏi rồi thì phải cảm ơn Bồ Tát chứ, có gì đâu mà buồn rầu như vậy. Nè Bảy à, tôi với anh đã cờ bạc gian lận 20 mấy năm rồi. Tôi hỏi anh nha, anh được cái gì chứ? Còn tôi thì được cái gì? Nó thì khác với tôi. Dù sao thì hôm xưa anh chỉ làm trợ thủ mà thôi. Phải, anh thiệt lợi hại mà. Anh được ngồi ở giữa, như vậy thì anh lừa gạt bấy nhiêu rồi. Bây giờ anh còn cái gì? Còn cái gì chứ hả? Dù sao đi nữa, tôi cũng có khoảng thời gian rất là phong lưu. Nhưng mà thằng con lượm á, nó nhất định nó không chịu làm chuyện lớn mà. Làm lớn à? Có làm nổi hay không mới được chứ. Nếu mà làm không nổi thì làm một kiếp đó. Anh đừng khi dễ con anh chứ. Ít ra nó cũng phải là ngu ngốc như anh đâu. Tôi ngu ngốc à? Tôi không có lạnh máu giống như anh đâu. Thấy thằng con sắp chết mà không có kèo nữa, để nó lọt xuống hố hay sao chứ. Anh Phát à, anh đã quá chán rồi. Đi chết đi, đứa nào đứa nấy cũng đi chết đi. Coi chừng tiệm mà tôi đưa anh về đó. Ê, ê, nè, ê. Mở cửa đi quay ơi. Chuyện gì đây? Ba con say rượu rồi. Nè ba, ba chuyện gì vậy? Con coi chừng ảnh rồi trở xuống đó. Cảm ơn chú Bảy. Đứa nào đứa nấy cũng muốn đứa con bị chết, muốn hại chết nó để không có đứa con đưa đám. Ông ngủ rồi. Em ngủ trước đi. Ba, con biết khi ba tỉnh lại không còn nghe con nói nữa đâu mà. Ba nghĩ coi, từ ngày ba lượm con tôi thùng rác về nuôi đã hết hai mấy năm rồi. Con có lần nào bị quê rồi chứ? Con Bảy nhất là lần lên 10 tuổi đang cấp học sinh ngầu ở nhà hàng người ta. Ba tin con đi mà, nhất định lần này con không có tệ như vậy đâu. Tin con, ai mà dám tin con chứ. Anh Quê à, đi theo anh có gì không tiện không? Con người cao chánh thì không có gì đâu, nhưng bắt ổng thông anh làm đệ tử thì hơi khó đó. Ê, tôi không có định theo ổng làm đệ tử đâu, tôi muốn theo anh kiếm ăn thôi. Yên đi đi, tôi sẽ coi chừng giùm cho mà. Let's go. Xin lỗi nha, ông chánh không có nhắn lời. Thiệt mà, chúng tôi có hẹn với ổng đó, chuyển lời giùm đi. Ông chánh chưa có về, hai anh trở lại sau đi nha. Nếu vậy thì mình ngồi xuống chờ ổng đi hả? Xin lỗi anh, không thể ngồi đây chờ đâu. Thì ngày không đi. Chuyện gì vậy? Chúng tôi có hẹn với Cao Chánh. Hai người đi. Sao lại đi chứ? Chúng tôi hẹn với ông Chánh mà. Đi. Nè. Anh làm gì đó? Bộ muốn đánh người ta hay sao? Anh còn tới đây gây chuyện nữa hả? Tôi đánh anh đó nha, biết không hả? Anh sợ tới anh hả? Tôi kêu hiếp giùm đó. Đúng vậy. Chuyện gì? Chúng tôi có hẹn với ông Chánh, không biết tại sao khi không lại muốn đánh chúng tôi. Ông Chánh có hẹn với hai người à? Có hẹn với tôi. Còn ảnh là bạn tôi. Theo tôi lên đây. Còn ảnh thì sao? Nè, được rồi, tôi về công ty, anh đi đi. Hả? Ông Chánh không có căn dặn, có chuyện gì tôi gánh trách nhiệm đó. Hey, con chó xanh đi đi. Đi đi. Tôi nhớ ra rồi. Cậu có phải là người tết trên ông mới lạnh xuống không? Phải. Ông Chánh có nói là thôi cậu làm đệ tử à? Ông chưa nói như vậy, nhưng chắc có lẽ là như vậy đó. Nhưng lâu nay ông Chánh không có thâu đệ tử mà, không lẽ cậu ngoại lệ? Phải, tôi đặc biệt lắm. Ngồi chờ ông đi, ông sắp về đó. Ông Sam à, tôi thấy ông đủ sức đấu với sư phụ tôi đó.
Sao cậu nói vậy? Cảm giác. Tôi cho cậu biết, sư phụ tương lai của cậu dù sao là Đỗ Thần. Tới rồi hả? Dạ phải. Sư phụ, qua phòng kế bên kiếm cô tá nha. Làm gì vậy? Làm hầu bàn. Làm hầu bàn? Ông kiếm cái gì làm hầu bàn à? Sư phụ à, có phải ông là chủ quán không? Anh quê, đâu phải làm chủ quán. Chuyện gì phải ăn mừng chứ hả? Anh nói móc ảnh, anh muốn. Không phải là nói móc đâu à, nói thiệt thôi. Cái tên Đỗ Thần đó cố tình muốn chơi anh thôi, bắt anh đi làm hầu bàn. Ê, không phải nói vậy đâu. Nếu hắn thâu anh hai làm đệ tử dễ dàng như vậy thì người đó nhất định không phải là Đỗ Thần đâu. Anh hai hả? Nói rất là đúng. Ê, coi như là quỳ xuống đút cho heo nái ăn đi. Nếu gì Đỗ Thần chịu thâu anh làm đệ tử, nó quỳ cũng đáng mà. Không sai. Hôm nay ông cho tôi vô đấu trường làm hậu bàn, đó là cho tôi thêm cơ hội. Sớm muộn gì thì nhất định ông cũng sẽ thâu tôi làm đệ tử thôi. Anh hai, em ủng hộ anh. Đúng vậy, chúng mình sẽ có ngày làm nên mà. Nè, cạn ly. Đúng, cạn ly. Cạn ly, cạn ly. Đứng đó khờ khạo làm cái gì? Đã bận rộn rất là nhiều đó, giúp ta đi được không? Làm đại ca hay sao? Anh Chánh. Thằng à, ông Hùng đã tới chứ gì? Ừ, đang ở phòng riêng chờ anh. Cao Chánh, tôi có lòng thành đó, thôi tôi làm đệ tử đi. Nếu ông không nhận tôi làm đệ tử, tôi sẽ quỵ đây mãi. Ông đừng giả đòi lãnh nhạc. Có người thông minh như tôi theo ông làm đệ tử, đúng ra thì ông phải mừng mới đúng chứ. Em nhỏ, nói hết chưa? Nói hết thì đi đi. Chưa, Cao Chánh chưa chịu tới đây thì tôi không có đi đâu. Anh là thứ gì? Bắt Đỗ Thần thôi làm đệ tử, lông còn chưa mọc đây nè. Ba anh em chúng tôi làm ở đây 3 năm rồi, chưa hề nói một câu với Đỗ Thần đó à. Chuyện này thì từng người mà, không thể ganh tị được đâu. Anh là ai mà lợi hại vậy? Tôi cần thiết trả lời anh sao? Được, chơi một ván đi. Chơi cái gì? Nè, theo quy lệ ở sòng bạc thì chúng ta không thể chơi cờ bạc đâu. Chúng ta hãy chơi 13 lá nha. Ai mà thua một chi thì bị tát một quả tay, ok? Như vậy là các anh trợn đòn đi. Lại đây. Coi nha, bác ánh đi đầu, 90 bôi đầm già, thùng quá sảnh ở giữa, 10 bôi đầm già ít, thùng quá sảnh đuôi đó. Dạ, à, giỏi thiệt, giỏi thiệt. Thiệt ngộ quá ha. Nè, tôi có 3 cái thùng, cũng trình diện đây nè. Tôi 6 đôi rưỡi, trình diện. Nhóc con, chơi với tụi này chơi chưa lại, làm sao mà làm đệ tử với Đỗ Thần đây? Hả? À, có đau không vậy? Có phải không? Phải không hả? Đau lắm không? Còn phải hỏi nữa. Đáng đời chưa? Cờ bạc đi. Ngày đầu tiên đi làm thôi đã khiến cho hai bên má đỏ giống như là cái mông khỉ vậy. Cũng đáng mà. Có gì mà đáng? Bây giờ cũng mới hiểu. Trên trời thì có trời, trên người thì có người. Anh hai à, cả bọn hầu bàn cũng giỏi như vậy, chắc là anh hết thời rồi. Hay chứ, chỉ mong là như vậy thôi. Hãy an phận một chút đi, làm một người chiêu đãi riêng cho đàng hoàng. Cái gì? Con người của ba mà kém đại trí vậy sao hả? Phải rồi, anh hai của con không có tệ gì đâu. Hai đứa bay đó, giỏi nhất là hát bè thôi. Không có thèm nói với tụi bay nữa. Giận đó. Vô cho ngọt lại về câu đi. Được.
Xin lỗi. Chào cô Lệ. Cô Lệ, sao rảnh rỗi vậy? Anh Sâm, có một cô Dinh muốn gặp anh Chánh đó. Anh thì vắng rồi muốn gặp anh. Nguyễn Dinh. À, là cô Phương Nguyễn Dinh đó hả? Có thật vẫn thanh tú giống như ngày hôm xưa hả? Hèn chi mà thiệt sánh đôi dự lứa với lại Cao Chánh quá. Nhưng mà anh Sâm à, hình như là họ đã ly dị rồi mà. Hèn chi mà bọn đàn ông nhìn thấy cổ thì nhìn đến nỗi thèm đến chảy nước miếng đó. Cô nói cái gì đây? Tôi chỉ có nhắc nhở cho anh thôi. Anh vất vả lắm mới có thể trở về sông bạc làm việc. Đừng có làm hư chuyện lớn đó. Cô bỏ mặc chuyện cho tôi đi. Còn nữa, cô đừng vô cái phòng này hoài, chú Hưng sẽ không được vui. Bộ anh thiệt sợ chú Hưng như vậy sao? Tôi có chuyện ra ngoài. Cô Dinh. Anh Sâm. Rốt cuộc cô đã về hả? Ê, ngồi đi. Dạ được. Vắng mặt bao nhiêu năm vẫn đẹp như xưa. Anh Kiệt lại khéo nói chơi đó. Thế nào, anh khá chứ hả? Thay đổi của tôi thiệt là lớn. Vợ tôi đã qua đời. Ồ, xin lỗi anh nha. Không sao đâu. Chuyện qua rồi đừng có nghĩ lại nữa. Tôi biết. À này, nói thiệt nha, cô mất tích bao nhiêu năm đã đi đâu vậy? Tôi qua Canada đã giả mẫu giáo suốt 3 năm. Vì sao? Dù sao vẫn không thể bỏ. Cô chưa gặp được anh Chánh sao? Anh đi vắng rồi. Anh thường vậy đó mà, như là hiệp sĩ vô hình. Nhiều lúc anh đi vắng rồi không biết anh đi đâu. Tôi biết là anh ở đâu. Khỏe không? Đã lâu không gặp anh rồi. Em vẫn không thay đổi. 3 năm rồi, sao lại không thay đổi chứ? Dùng 3 năm thời gian để suy nghĩ một vấn đề, không biết là dài hay là ngắn hả? Nếu như mà vấn đề này quan trọng, cho dù là 30 năm thời gian để mà suy nghĩ cũng đáng mà. Chi tiết là điều em thấy quan trọng, với anh thì lại khác. Anh còn nhớ câu này em đã nói trước khi em bỏ đi. Chỉ mong là sẽ khác với bây giờ. Lúc đó em không có nghĩ được suốt. Em giận là vì em thấy anh để cờ bạc là trên hết. Nhưng mà thấy không thể làm thay đổi được anh, chỉ đành tự thay đổi mình thôi. Một con người phải tự thay đổi mình đau khổ lắm. Em làm gì để làm gì? Biết đâu em thấy là đáng mà. Có rảnh gọi điện thoại cho em nha. Trung ương xảy ra trục trặc. Chánh à, anh ở đâu vậy? Sông bạc xảy ra chuyện lớn đó, trở về mau đi. Tại sao anh ăn cắp mấy cái dĩa này? Cái này có phải anh làm hư không hả? Không, tôi không có làm vậy. Anh có giải thích gì không? Dạo này tôi tốn tiền, tôi định đem mấy cái dĩa qua sông bạc Singapore bán thôi. Thiệt là thằng phản bội mà. Họ mới lấy tài liệu tham khảo thôi, đâu có ăn thua tới vụ điện hư chứ. Nhưng mà anh đem mấy cái dĩa từ này thế nào lại khiến cho nó bị nhiễm độc chứ? Tôi chưa có đem ra ngoài mà. Còn chối hả? Chú Hưng à, tôi nghĩ chuyện này là cần phải điều tra rõ ràng. Còn chưa rõ ràng sao? Anh thì là ngốc quá mà. Trung à, hả?
bán rẻ sòng bạc sẽ bị tội gì? Anh Hưng, nói. Dạ. Ai mà cấu kết với người ngoài bán rẻ sòng bạc, sau khi khám phá ra, thì phải chơi một ván bài với lại đổ xác. Nếu bị thua, thì phải cho anh cổ đâm một nhát. Anh chi phá phạm pháp, tự đâm mình một nhát đi. Chú Hưng, lâu nay anh cậu trung thành lắm, tuy anh đã phạm lỗi, thông cảm một lần nha. Thông cảm? Nếu ai cũng đòi thông cảm thì quy lệ của thằng bạc để làm gì? Anh Sâm, cảm ơn anh đã xin cho tôi, nhưng mà dù sao đi nữa, chuyện này là lỗi của tôi mà. Tôi nguyện gánh vác những việc tôi đã làm. Khoan đã. Chú Hưng, anh cậu cho tôi mướn về, anh có lỗi thì để tôi gánh. Anh làm sao gánh đi? Đưa dao cho tôi. Đưa dao cho tôi. Anh Sâm, lập tức kêu bác sĩ tới đây mau. Mau lên. Sâm à, chuyện gì vậy? Chú Hưng, tôi chịu nhắc này, như vậy là chuyện thằng cậu coi như là dứt bỏ. Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Đúng là ngu mà. Chánh à, ở dưới sòng bạc đang hỗn loạn đó, xuống coi đi. Sâm à, nè, đã kêu bác sĩ rồi, anh không bị chết đâu. Chuyện làm ăn quan trọng hơn mà. Chánh à, tôi không gì đâu, anh xuống đi. Hãy chăm sóc cho anh Sâm nha. Dạ biết. Anh Sâm. Bà tới làm gì? Tôi tới đi chúc mừng anh. Hôm nay cả sòng bạc ai nấy cũng đều khen anh Sâm là người anh em tốt, có đạo nghĩa. Chứ hôm đó chúng thiệt là tốt với anh quá đó chứ. Nếu như anh có dịp biểu diễn, nghĩ lại thì cũng nên lắm. Thật ra bây giờ những gì mà anh lấy được cũng đều nên thuộc về anh lắm mà. Theo như tôi thấy thì nếu như anh chịu thì không phải chỉ được ít giống như bây giờ đâu. Những gì chú Hưng có thì anh cũng nên có. Có phải vậy không? Phải rồi. Tại vì chú Hưng chú biết gán tội cho người ta, lại còn biết còn đám anh em đó là con chó, cho nên mới đến nông nỗi này đó thôi. Anh ở lại đây đi trả tình nuôi dưỡng của ổng, giờ còn phải nghĩ đến tình anh em, thì anh phải coi chừng là đến khi nào lại bị người ta đâm thêm một nhát nữa đó, nghe không? Tôi cho bà biết, những gì chú Hưng có thì tôi sẽ có. Đã coi lại chưa vậy? Coi lại rồi. Vậy đâu có được chứ. Anh Sâm à, yên tâm đi. Làm quan mất quá. Không có được. Anh Sâm à, anh lại chút chưa? Không có gì. Anh Sâm có sao không? Không sao, không sao. Cảm ơn. Anh Sâm à, anh bị thương thì nghỉ chút đi. Đi cà nhắc về đây làm gì chứ? Sông bạc có nhiều chuyện làm mà, tôi thật không yên lòng đâu. Anh Sâm à, con nước không? Không cần đâu. Uống đi. Không phải đưa cho anh đâu. Đừng có nhiều chuyện nha. Chuyện gì đi? Tự nhiên coi lại được à? Có người muốn khiêu chiến với mình đó. Khiêu chiến? Ai vậy hả? Không có biết là ai nữa. Hắn muốn chơi với mình qua máy điện toán. Chơi bằng máy điện toán? Hèn chi mà dạo này máy bị hư hoài. Thì ra là hắn dở trò.
nó ra chơi danh chánh 20 ván xì dách. Mỗi người lấy 500 ngàn vốn, coi thứ ai sẽ được thắng. Lấy hồ sơ cho tôi. Dạ anh chánh. Vậy mà để cho hắn thắng à? Đây, anh Chánh. Tôi biết hắn là ai rồi. Là ai vậy? Nè nè, nói cái gì vậy? Hắn nói là sẽ chờ anh Chánh ở trong phòng khách. Mày có khùng hay không vậy? Tại sao có một người vô đây ngồi mà mày không hay vậy? Vô đây làm gì chứ? Ra ngoài. Mày giỏi hả? Anh biết nói tiếng tôi à? Ông Moritos, mình giỏi hả? Mình giỏi. Ông Tránh, sao ông lại biết tôi hả? Ở trên thế gian này, cao thủ thích cờ bạc qua máy điện toán chỉ có 3 người thôi. Một là cố vấn đặc biệt cho Tổng thống Mỹ, bây giờ anh đang bận rộn về việc bầu cử, và một người khác là Mã Chí Dĩ, anh đang bị tù chính trị. Còn lại chỉ có một mình anh thôi. Nè, lần này tới đây là có mục đích gì? Cũng vì cờ bạc mà thôi. Ông Tránh à, vừa rồi mình chơi chưa xong mà. Vẫn chơi playtest hay là đổi khẩu vị nha? Được, vậy chơi số hàng nha. Nhầm cất đi. Nè, mời bỏ tiền đâu. Dạ cơ kêu bài. Theo 500 ngàn. Mười chuông kêu bài. Triệu. Nếu như anh muốn giữ mãi ưu thế, phá suất thấp lắm, tôi theo anh 1 triệu. Năm rô kêu bài. Anh không phải là thùng phá sản. Phát suất của anh kém hơn tôi 50%. 10 triệu bạc. Anh Bích kêu bài. Nếu anh muốn thắng, thì lá bài đầu của anh phải là ách hay già. Tôi sẽ bỏ 50 triệu.
anh đã thắng rồi. Nè, em chơi kiểu nào đi hả? Chú Hưng, bình tĩnh lại đi. Bồi cơ kêu bài. Pass. Một triệu bạc. Tôi theo. Chính cơ kêu bài. 5 triệu bạc. Tổ hết quần. Khỏi cần phải tính nữa. Nhưng mà tính được phát xuất, nhưng không thể tính được hên xui được. Bây giờ tôi chơi hên xui với anh. Anh có dám hay không hả? Được. Xin mời dỡ bài. Dù xác suất nhỏ cách mấy cũng có con số. Ở trên sòng bạc, quan trọng nhất là phải để ý phản ứng của đối phương, chứ không phải là phân tích máy điện toán. Máy điện toán là chết, con người là sống mà. ý 这一生 浪漫地尽声尽情，痛哭，空虚中驱不散孤情，胜了多少次，负了多少次，还有几多番被骗。